Ủa, giao thông mà đường đương. Giao thông mà phải đường đương. Ôi, họ nói á, đứng từ ngoài á, là hạt cũng cần, hạt cũng cần. Đã thể thể cảm ấy, thể cảm ấy, không đang sẵn đi không rồi. Ngoài là phải là thể cảm ấy, để làm cho mình chung dân, mình đang dung dịch để bảo vệ dân. Đây đây cái tài giao thông này chạm lên đi. Con lên đây tí. Tài anh chạm. Cái lâu 35 cây. Tân Liên, Tân Lập, Tân Long, Tân Thần. Tân Tân là cái xe họ ở làng á, lên họ đôi mới gọi là Tân. Ôi trời, đây là thì vượt chân đi. Ba chục cây nữa. Đường 11 giờ là tới đấy. Chỗ này chỗ bạn đây. Chỗ này chỗ bạn đấy. Đây chỗ bạn đây đây. Tôi chỗ này nguy hiểm. Chỗ này nằm trong cái nhà là tập ra. Tôi cái thế kiếm cái chỗ này. Đây về đi chậm đường lên đường cua đấy. Đi chậm mới chậm rồi cho mấy cái sữa. Không. Đây đường quản là chạy 40. Vì đường cua. Đó. Và đường đèo. Phải ra xe khách hai chèo bán mình bán thì khó, mình bán hẳn đó. Đi mà. Đây 50 đi. À, đi rồi 50 không? Đi đang mua mình để về hết. Để về cái gì lấy? Ờ, cho con biết. Không có chuyện, mấy chuyện chưa mua chuyện. Cả đầy lì nữa. Có dòng giáo hết. Có chữ đó, mình nói em mang nó có sẵn đó, một con nó có sẵn rồi. Chỉ có như rồi. Rồi nó còn thải hết. Lao. Còn là 2, 3, 2, 2 cánh tư. Nên nó có là con Trung Quốc đã cái chuyện của chú bá bà. Tôi nhảy quá nè. Trung Quốc, ai bây giờ thẳng. Con nhìn đồng hành có cái chuyện nó mặt nó mặt nó dán. Bao nhiêu nữa là
phí. Đúng là vào rồi thì bắt rồi á. Thật ra hôm nay tôi đi qua mình cũng có lo với cái tiền bốc bốc đi thì đó. Nhất là Việt Kiều mình từ mượt hết. Về là đóng thùng mặn ruột đi về giờ chúng mình chung mượt hết. Về là chủ yếu đóng mặn ruột. Cô có cái mặn ruột, đóng cả khu nước đó là cá. Cá chỉ đen chỉ tươi sống thì nên nó còn cái hôn sống. Nó đã xin bay và gửi luôn. Đã xin bay và gửi đó mà còn chuyển quá. Tới nó được chứ. Ơi mẹ cái đồ mặn ruột qua chờ đóng má. Cái láng cang. Cái láng cang á gần cái chỗ bụt mổ đấy tê. Dạ cần 15 phút nữa. Chuẩn bị đi. Sáng. Sáng. Ba nơi của ba là dương dương đó. Cái hôm bữa hôm nay mình đi lên được lên. Mới lạnh lên. Để xả đó. Ngon rồi lên đi. Cái em thôi tự tử lên. Chẳng bỏ ba mãi mình lên. Chào nhân nhi huyện. Bữa bữa ấy quán thiền ở nhân nhi huyện đó vậy. Nhưng mà thuộc nhà con giàu không? Không. Tiền hả? Ý cũng được, mấy người giàu hơn con tiền là phải phải qua được nhiều chứ ý cũng được, ý nó cũng giàu được. Như cương vai nhà hàng, ví con nhà hàng cũng sạch được, con bếp nó cũng sạch được. Cái cương vang ví móng mới sạch được. Có như cái bếp nó cũng được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.